Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng sớm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên mưa dông đã xuất hiện rải rác ở Bắc Bộ. Riêng khu vực Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-80mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 100mm. Do khả năng nén của khối khí mát khá yếu nên sự phân bố mưa dông trên khu vực Bắc Bộ không đều, vùng trung tâm mưa chủ yếu chỉ xảy ra ở vùng núi. Tuy nhiên, khối không khí mát này cũng đã góp phần giảm bớt nắng nóng trên khu vực, trời nhiều mây hơn. Mức nhiệt độ trưa chiều dao động từ 29-33 độ, riêng các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên và Bắc Sơn La vẫn có nắng nóng với nhiệt độ xấp xỉ 35 độ. Sang ngày mai 20 tháng 5, mưa thu hẹp về diện, chỉ còn rải rác vào sáng sớm, chiều tối và đêm. Còn vào ban ngày trời còn nắng hửng lên, nhiệt độ ban trưa toàn khu vực phổ biến từ 31-34 độ và sẽ có xu hướng tăng thêm trong ngày tiếp theo. Đối với Trung Bộ, các hình thái gây mưa không mạnh nên mưa chỉ tập trung rải rác ở hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An trong chiều tối và đêm. Còn với khu vực từ Quảng Bình tới Bình Thuận, mưa chỉ xảy ra cục bộ về chiều. Và ban ngày trời vẫn nắng và oi nóng với nhiệt độ từ 33-34 độ. Vùng núi phía Tây của khu vực trời còn oi bức hơn với nhiệt độ cao nhất lên đến 35-37 độ. Sang hai ngày tiếp theo, mưa giảm chỉ còn xuất hiện cục bộ về chiều tối. Nắng nóng sẽ gia tăng trở lại với nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ. Riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 37-39 độ như Tương Dương, Quỳ Hợp, Nghệ An, Hương Khê, Hà Tĩnh, Tuyên Hóa, Quảng Bình và Nam Đông, Thừa Thiên Huế. Mưa dông về chiều tối cũng được đưa ra cảnh báo cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Từ ngày 20 tháng 5, khi gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn thì mưa tại khu vực này có thể tăng hơn về cường độ. Diện mưa và cường độ mưa tập trung chính ở phía Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Nguy cơ lốc sét, gió giật xảy ra trong mưa dông nên người dân cần chú ý đề phòng. Nên nhiệt độ tại các tỉnh thành phía Nam biến đổi không nhiều, trưa chiều cao nhất tại vùng cao nguyên dao động trong khoảng từ 32-35 độ, trong khi đó các tỉnh thành Nam Bộ có mức nhiệt nhỉnh hơn từ 33-36 độ. Trên biển, theo dự báo của các trung tâm khí tượng trên thế giới, trong tuần sau Biển Đông có thể đón một xoáy thuận nhiệt đới. Cụ thể theo mô hình dự báo, trong ngày Chủ nhật cuối tuần này trên khu vực giữa Biển Đông sẽ hình thành một vùng áp thấp. Hiện theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Hạn vừa châu Âu, áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó di chuyển vào vùng biển từ Thanh Hóa tới Bình Thuận. Còn theo Trung tâm Dự báo GFS Hoa Kỳ, áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục mạnh lên thành bão và trở thành cơn bão đầu tiên trong năm nay của nước ta. Tuy nhiên do thời gian dự báo xa, vì vậy trong những ngày tới, cường độ và hướng đi của áp thấp nhiệt đới nhiều khả năng sẽ còn thay đổi. Bà con ngư dân cũng cần chú ý theo dõi, nắm bắt thông tin về áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng chống. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, 19 tháng 5 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ, ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-33 độ, có nơi trên 33 độ. Riêng khu vực Tây Bắc từ 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn và Quảng Ninh có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-33 độ, có nơi trên 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam từ 31 đến 34 độ. Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.